Vào cuối thời thiền, con thường thấy cơ thể giống như tập yoga. Xin sư cho con biết đó là hiện tượng gì? Sư cũng không biết quý vị thấy cơ thể giống tập yoga là cái hiện tượng gì. Sư không phải là sư khôi hài, sư chọc cười quý vị, mà thật sự tại vì sư chưa tập yoga bao giờ, cho nên sư không biết cơ thể giống tập yoga nó sẽ như thế nào. Sư dạy quán hơi thở, thân, thọ, tâm. Nhưng nếu trong khóa tu này con chỉ thực hành theo dõi hơi thở được không? Nếu quý vị theo dõi hơi thở như sư hướng dẫn thì không vấn đề gì. Sở dĩ sư hướng dẫn quý vị đầy đủ các phương pháp là để cho quý vị có thể thoải mái và có thể linh hoạt trong khi thực hành tứ niệm xứ. Bởi vì có những trường hợp chúng ta quán thân sẽ thuận tiện hơn, có những trường hợp quán thọ, có những trường hợp quán tâm sẽ thuận tiện hơn. Cho nên sư cung cấp cho quý vị tất cả các công cụ. Còn quý vị xài thì thấy cái phương pháp nào phù hợp với mình thì quý vị thực hành phương pháp đó. Khi ở nhà, con hay bật kênh YouTube của sư để nghe pháp. Lúc ấy con làm những việc riêng khác, nấu cơm, giặt giũ, rửa chén, tắm rửa. Khi như đang nghe podcast, con không biết như vậy có được phước nghe pháp như nghe trực tiếp không. Nó tùy thuộc vào trạng thái tâm. Nếu như trạng thái tâm của quý vị nó cũng y như trạng thái tâm khi quý vị nghe trực tiếp thì phước không khác nhau. Nhưng mà trạng thái tâm của chúng ta khi đó thường thì nó không giống như vậy, bởi vì nó bị chi phối bởi những công việc khác. Thí dụ như là nấu cơm, rửa chén, tắm rửa, nó làm cho tâm chúng ta bị chi phối. Thứ nhất là chúng ta thiếu định tâm nè. Cái định chúng ta phải chia ra hai việc. Trong sát na trước thì nghe pháp, sát na sau thì chúng ta phải nấu cơm, vân vân. Rồi thậm chí là chúng ta, nếu mà nói một cách nghiêm khắc, là chúng ta thiếu cái phước cung kính. Tại vì khi nghe pháp chúng ta cần phải cung kính. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng còn hơn là quý vị mở nhạc. Rõ ràng thay vì trong khi mình làm các công việc mình nghe một cái gì đó bất thiện, như là nghe nhạc, thì chúng ta nghe pháp nó vẫn hơn. Tuy nhiên chắc chắn là nó sẽ có nhiều điều bất lợi, không bằng việc chúng ta nghe trực tiếp được. Quý vị bây giờ đã thực hành thiền thì quý vị sẽ thấy rằng trong một lúc tâm chỉ làm một việc thôi. Còn nếu như mà mình tập trung vào đề mục thiền thì những công việc mình làm thường nó phải đơn giản. Chứ nếu như nó quá phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tập trung tính toán. Thí dụ như nấu cơm, nấu ăn thì phải tính toán muối, mắm, thịt, thà, thì sẽ rất khó trong việc tập trung. Thiền đường quá sáng, liệu có thể tắt hết đèn giờ hành thiền, khép bớt cửa và để quạt hướng lên phía trên không, thay vì phả vào sau lưng, thiền sinh được không ạ? Con nghĩ ánh sáng và gió thổi vào sau gáy làm con dễ buồn ngủ và khó tập trung. Nếu quý vị muốn, quý vị hoàn toàn có thể kiếm một nơi nào đó phù hợp để chúng ta ngồi thiền. Tuy nhiên sư không có ủng hộ cái việc là mình chui vào một cái góc nào đó mà nó quá tối, hoặc là mình tắt hết đèn. Bởi vì nó rất dễ đưa tới hôn trầm. Ánh sáng nó sẽ giúp cho quý vị bớt hôn trầm, chứ còn mình chui vô góc tối là mình dễ hôn trầm lắm nghe. Còn quý vị muốn nữa thì hoàn toàn có thể kiếm một cái góc nào đó phù hợp. Hay là khi kết thúc thời thiền quý vị có thể về phòng rồi quý vị thực hành thêm cũng không sao. Còn gió thổi thì như sư nói đó,
Quý vị có thể kiếm một góc nào đó ngồi thiền cho phù hợp với mình ha. Mỗi lần con gặp người con ghét, con thường có xu hướng tránh né họ, vì con không muốn mỗi lần gặp con lại nổi tâm sân. Tuy nhiên cho dù có tránh cách mấy, mỗi lần vô tình phải chạm mặt họ, tâm sân con vẫn khởi, và con thật sự không biết làm cách nào thoát ra vòng luẩn quẩn này. Con vẫn cố suy nghĩ mỗi người, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng của họ, và cố để phát triển tâm bi, nhưng vẫn không thể bớt tâm sân được. Một phần cũng vì họ là người con đã từng có tình cảm nhưng bây giờ lại ghét. Mong sư khai sáng giúp con. Cái cách mà đối trị với tâm sân là chúng ta thực hành tâm quán niệm xứ. Phương pháp thực hành tâm quán niệm xứ thì sư sẽ hướng dẫn vào ngày mai. Còn với những vị thiền sinh cũ thì chỉ ghi nhớ là trong trường hợp như thế, chúng ta hãy thực hành tâm quán niệm xứ để chúng ta giải quyết tâm sân của mình. Bạch sư cho con hỏi, khi đi thiền tâm chú ý điểm hơi thở, khi đã định con có thể niệm quán thân trên thân có được không sư? Khi con đang đi thiền, con nghĩ tới cái đải này tập hợp máu, mũ, tóc, tai, phẫn, vân vân. Đang đi, khi nghĩ như vậy, thấy như vậy, có phải tâm con đã phóng đi không? Thứ nhất là sau khi quý vị có được định tâm thì quý vị hoàn toàn có thể dùng định đó để quán các thành phần, tức là các thể trược của thân. Và khi quý vị đi thiền thì chúng ta có thể quán xét là một khối tổng hợp những chất bẩn này đang di chuyển. Điều này là chính xác, không có gì là phóng tâm. Sở dĩ gọi là phóng tâm có nghĩa là tâm chúng ta suy nghĩ ra ngoài đối tượng thực hành thiền thì mới gọi là phóng tâm. Khi con thọ Bát Quan Trai Giới ở nhà thì sáng hôm sau có làm cần làm gì, nghi thức gì để xả giới không? Sau khi quý vị thọ Bát Quan Trai Giới xong, tới sáng thì giới tự kết thúc, bởi vì thời hạn để thọ Bát Quan Trai Giới thông thường là trong một ngày, tức là cho đến sáng ngày hôm sau, quý vị không cần phải làm gì thêm. Sau khi hết thọ Bát Quan Trai Giới, con có thể tự thọ Tam Quy Ngũ Giới tại nhà không? Trước khi thọ Bát Quan Trai Giới tại nhà, con đã quy y Tam Bảo và thọ Ngũ Giới rồi. Quý vị có thể tự thọ Tam Quy và Ngũ Giới tại nhà, với điều kiện là chúng ta không phạm giới. Nếu như quý vị đã phạm giới thì chúng ta không thể tự quy y và thọ giới tại nhà. Bởi vì việc chúng ta tự quy y và thọ giới có nghĩa là tự mình cho giới mình, thì trong trường hợp đó bản thân mình phải có giới trong sạch thì mình mới có thể cho mình được. Còn nếu như giới của mình ô nhiễm thì mình không thể tự cho mình được. Trong trường hợp đó quý vị phải tìm vị trong sạch về năm giới để xin. Đó có thể là một cư sĩ trong sạch về năm giới, hoặc có thể là một vị tu sĩ. Nếu thọ Bát Quan Trai Giới tại nhà thì có cần phải ấn định ngày nào không, hay muốn thọ ngày nào cũng được? Hai ngày trong tháng là 14-30. Bởi vì hai ngày này là hai ngày chư thiên sẽ ngó xuống cõi người. Và nếu như ở cõi người có những ai thọ trì Bát Quan Trai Giới thì chư thiên họ sẽ hoan hỷ, họ sẽ tán thán. Cho nên hai ngày này là hai ngày rất đặc biệt. Còn quý vị không thọ vào hai ngày này thì quý vị thọ vào ngày nào cũng được hết, không sao. Bạch sư cho con hỏi, nếu mà mọi sự đều diễn ra theo nhân quả, vậy thì tại sao phân chia ác nghiệp và thiện nghiệp
cơ sở nào để phân chia ác và thiện? Có phải do vi phạm giới luật mà nghiệp đó trở thành ác nghiệp không? Một nghiệp sở dĩ gọi là ác nghiệp bởi vì nó cho kết quả không mong muốn, không như ý. Nó cho kết quả khổ đau, cho nên gọi đó là ác nghiệp. Một cái nghiệp sở dĩ gọi là thiện nghiệp bởi vì nó cho kết quả như ý, như mong muốn. Nó cho kết quả đi đến những cảnh giới hạnh phúc, cho nên gọi đó là thiện nghiệp. Như trong Tăng Chi, Đức Phật nói: Này các tỷ kheo, nếu các ác nghiệp không đưa đến đau khổ thì Như Lai đã không kêu các ông bỏ đi. Mà này các tỷ kheo, bởi vì các ác nghiệp đưa đến đau khổ cho nên Như Lai kêu các ông bỏ đi. Này các tỷ kheo, nếu các thiện nghiệp không đưa đến hạnh phúc thì Như Lai đã không kêu các ông làm. Này các tỷ kheo, vì các thiện nghiệp đưa đến hạnh phúc cho nên Như Lai kêu các ông làm. Trong một đoạn khác cũng Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, điều này không thể xảy ra. Đó là một người làm các ác nghiệp mà vì các ác nghiệp đó người ấy thọ lãnh những quả báo hạnh phúc như ý, điều này không thể xảy ra. Mà điều này chắc chắn sẽ xảy ra, đó là những người tạo các ác nghiệp đi đến đau khổ, đi đến các cảnh giới không như ý, điều này chắc chắn xảy ra. Điều này không thể xảy ra là một người tạo các thiện nghiệp mà do các thiện nghiệp ấy người ấy đi đến bất hạnh, đau khổ, điều này không thể xảy ra. Điều này chắc chắn xảy ra là một người tạo các thiện nghiệp do các thiện nghiệp ấy người ấy đi đến hạnh phúc, an vui. Cho nên cơ sở phân chia ác nghiệp và thiện nghiệp là do quả báo của nó. Thưa sư, cho con hỏi, như lời sư giảng trong buổi đầu tiên, sau khi chết thì sẽ đi lên cõi trên hoặc cõi dưới hoặc đầu thai. Vậy tại sao trên thực tế vẫn có những cô hồn vướng mắc không lên trên, xuống dưới hoặc đầu thai được? Chúng ta cứ nghĩ là lên cõi trời hoặc xuống địa ngục thì mới gọi là đi đầu thai. Còn các cảnh giới tồn tại còn lại chúng ta không coi đó là đi đầu thai. Quý vị quên một cảnh giới, đó là cảnh giới ngạ quỷ. Đây là cảnh giới mà chúng sanh tồn tại ở chung cõi với loài người, và loài người không thể nhìn thấy. Cái mà chúng ta gọi là vong linh, cô hồn, thực tế là loài ngạ quỷ, và họ đã đầu thai rồi. Cảnh giới tái sanh của họ chính là loài ngạ quỷ. Bạch sư, cho con hỏi, theo lời dạy thì ly dục là điều tối quan trọng. Tuy nhiên khi ngủ con hay bị ngủ mê, thấy chuyện nam nữ, và chuyện này con ở trạng thái bị động, không thể kiểm soát được. Vậy sau khi thức dậy con cảm thấy rất tội lỗi và đau buồn. Xin sư chỉ dạy con, giúp con cách phòng tránh. Vậy và như vậy thì con có tội gì không? Thứ nhất, căn cứ theo tạng luật phân tích giới tỷ kheo tội tăng tàn thì Đức Phật khẳng định không phạm tội. Tức là trong trường hợp này vị ấy vô tội. Sư dám khẳng định như thế bởi vì Đức Thế Tôn khẳng định như thế. Quý vị không tin thì mở tạng luật tỷ kheo, phân tích giới tỷ kheo phẩm tăng tàn ra thì quý vị sẽ thấy ha. Cho nên quý vị không cần phải quá lo lắng cái này. Tuy nhiên Đức Thế Tôn trách, cái này là Ngài có trách nè, là một
Người nếu như giữ gìn chánh niệm, không thất niệm, thì sẽ không mơ thấy chuyện nam nữ. Nghĩa là sở dĩ mình mơ thấy những chuyện này á, là do mình thất niệm, mình đi ngủ trong khi thất niệm. Còn nếu như quý vị đi ngủ trong khi chánh niệm thì quý vị sẽ không mơ thấy chuyện nam nữ. Mà nếu có mơ, chúng ta thoát ra khỏi rất nhanh. Có những vị đó, khi tham gia khóa tu, vị ấy giữ gìn chánh niệm từ lúc thức cho đến khi lúc ngủ. Và bởi vì vị ấy giữ gìn chánh niệm, khi vị ấy ngủ, vị ấy mơ thấy chuyện nam nữ. Nhưng khi vừa mơ thấy chuyện nam nữ, vị ấy ý thức được rõ ràng ngay lập tức rằng đây là điều không nên. Và ngay lập tức vị ấy tỉnh dậy. Tức là sự tỉnh táo có ngay lập tức, vị ấy thoát khỏi cơn mơ rất nhanh. Đó là lý do mà chúng ta nên thực hành chánh niệm. Bởi vì khi chúng ta chánh niệm, chúng ta biết được đâu là giấc mơ và chúng ta không bị cuốn vào đó. Bạch sư cho con hỏi, nếu công việc hiện tại không đem đến cho con sự yên bình trong chính tâm hồn của con, thì con có nên dừng lại không? Nếu công việc hiện tại khiến cho quý vị không giữ giới được, mà phải sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm cho chúng sanh khác đau khổ, thì quý vị nên dừng lại. Còn nếu như công việc của quý vị không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, sư không nghĩ là nó sẽ đem đến cho quý vị sự đau khổ đó. Cho nên chúng ta nên xem xét lại công việc của mình. Điều quan trọng là nó có phạm giới hay là không. Còn sự an lạc của tâm hồn, sư chưa biết tiêu chuẩn an lạc của quý vị là như thế nào. Bởi vì có một số người khi họ làm việc thiện, họ không cảm thấy an lạc. Cho nên là cái tiêu chuẩn của thế gian rất khó. Sư chỉ đem tiêu chuẩn ở trong kinh tạng ra để nói thôi. Đó là chúng ta làm các việc ấy, chúng ta có tạo thiện nghiệp hay là chúng ta tạo ác nghiệp. Bạch sư cho con hỏi, con rất dễ bị mất tập trung, nên thầy cho con hỏi con có phương pháp nào để lấy lại sự tập trung không ạ? Vì lúc thiền con không thể ngồi yên được quá 10 phút. Thứ nhất là xét về giới của mình. Cái thứ hai là xét coi ngày thường mình có thu thúc 6 căn hay không. Hay là mắt mình cứ thích nhìn, tai mình cứ thích nghe. Và trong ngay trong khi mà mình xem xét như vậy mà thấy không vấn đề gì, thì chỉ đơn giản là mình cần thực hành nhiều hơn thôi. Giống như đứa con nít vậy đó, nó đi một bước nó té, khi mới tập đi, đi một bước té, hai bước té, thì việc cần làm của nó là gì? Tập nhiều hơn. Khi tập nhiều hơn thì tự nhiên bước đi được nhiều hơn. Từ từ nó có thể đi được 3 bước, 4 bước, 5 bước. Khi quý vị tập được nhiều hơn thì quý vị sẽ định được lâu hơn. Đơn giản thế thôi. Bạch sư cho con hỏi, khi ở nhà con nên tụng những kinh gì hằng ngày, và con nên có những lưu ý gì khi tự tụng kinh tại nhà không? Ví dụ như thời gian tụng kinh không có tượng Phật ở nhà, cái quyển kinh nhật tụng hàng ngày đó, quý vị có thể thỉnh về để tụng ở nhà ha. Rồi thời gian tụng kinh,
chúng ta có hai thời gian là theo truyền thống, bởi vì được ghi lại trong kinh tạng và được khuyến khích đó. Thứ nhất là vào thời điểm mặt trời lặn, tức là khoảng cỡ 5 hoặc 6 giờ đó, thì chúng ta tụng kinh. Hoặc là thời điểm mà canh cuối của đêm, tức là buổi sáng giấc khoảng 4 tới 5 giờ, thì đó là thời điểm chúng ta có thể tụng kinh. Còn không có tượng Phật ở nhà thì quý vị có thể tải cái hình Phật lên trên điện thoại, rồi khi cần tụng kinh thì chúng ta để ở nơi tôn kính là được. Bạch sư cho con hỏi, con nghe sư giảng thương là nguồn gốc của khổ đau, nhưng khi không thương con rất dễ trở nên vô cảm dửng dưng. Sư cho con hỏi làm sao để cái thương mà không khổ, thương một cách đúng đắn, xin tri ân sư. Ái là nhân sanh khổ, không có ái thì không có khổ. Do bản chất của ái là sự nắm giữ, sự dính mắc, cho nên đem lại đau khổ. Còn nếu như quý vị muốn thì hãy phát triển tâm từ, bởi vì bản chất của tâm từ nó không có sự dính mắc. Cho nên một người không có tâm từ thì họ mới dửng dưng, còn một người có tâm từ thì họ không dửng dưng. Thành ra là ở đây chỉ đơn giản là chúng ta thực hành tâm từ thôi. Còn ái chắc chắn là nhân sanh khổ. Cho nên khi mà quý vị đối với một người nào đó, hãy xem cho kỹ là chúng ta đang cư xử với họ bằng tâm từ hay tâm ái. Bởi vì đôi khi chúng ta mượn danh tâm từ, nhưng thực tế là chúng ta đang đối xử bằng tâm ái. Ví dụ như thấy một con chó nhỏ dễ thương, coi chừng nha, không có tâm từ trong đó mà tâm ái đó. Hoặc là thấy một đứa em bé, đứa con nít, chúng ta nựng cưng chiều nó, coi chừng nó không phải tâm từ mà nó là tâm ái. Tâm từ và tâm ái có đặc tính khác nhau. Tâm từ có đặc tính là bao dung, còn tâm ái có đặc tính là dính mắc. Để phân biệt thì có một cách là hãy hỏi, nếu như như trong trường hợp một cái đứa bé, thì trong trường hợp đứa bé đó bị thương và một cái kẻ thù, một cái người mình ghét bị thương, thì mình có lòng từ với hai đối tượng như nhau hay không? Một người mà mình khó chịu, khó ưa, khó, thì hai người bị bệnh cùng một lúc, mình có ưu tiên một bên hay không? Khi đó là lúc khảo sát tâm từ của mình, hãy thử hỏi. Còn khi mà mình thấy là cái đứa nhỏ, hoặc là cái con cún con, cái con chó con thú cưng của mình, mà mình thấy mình thương hơn, thì rõ ràng đó là tâm ái, nó không phải tâm từ. Thành ra phân biệt ha, phải phân biệt cho kỹ. Nói một cách vui đó, là quý vị thương vợ mình, thương chồng của mình, chắc chắn là tâm từ chứ không phải tâm ái. Chắc chắn tâm ái chứ không phải tâm từ, xin lỗi. Tại vì sao? Nếu như nha, xin nói, nếu như mà mình thương bà vợ của mình á, thì rõ ràng nếu bà vợ mình kiếm được ai đó đem lại hạnh phúc cho bả hơn thì mình phải vui chứ sao mình không vui, đúng không? Nếu mà bả lấy thằng khác mà thằng khác đem lại hạnh phúc cho bả hơn là mình phải vui vẻ. Nhưng không có, rõ ràng đó là tâm ái, nó không phải tâm từ. Rồi nếu như mà mình thương con của mình mà mình thương bằng tâm từ không phải tâm ái,
là nếu như mà nó lấy một người nào đó hoặc là nó đi tu mà nó hạnh phúc thì mình phải vui chứ tại sao mình buồn. Sư thấy rất nhiều người mang tiếng người nói là thương con, chứ còn con nói là thôi giờ con cạo đầu con đi tu, và má khóc hù hụ, thì cái đó rõ ràng tâm ái không phải tâm từ. Tại tâm từ á là chỉ cần đối tượng được an vui, được hạnh phúc là mình vui, chứ không phải mình muốn họ vui theo cách mà mình muốn. Như trường hợp vua Vasenadi hỏi bà Mallika đó, nhà vua hỏi bà Mallika nói là tại sao Đức Phật nói ái là nhân sanh khổ. Bà Mallika mới nói với nhà vua, bây giờ hoàng thượng có thương thiếp không? Thì nhà vua nói đương nhiên là ta thương nàng chứ. Thì bà hoàng hậu nói vậy bây giờ thiếp lấy người khác, hoàng thượng có thương thiếp không? Nhà vua nói nàng lấy người khác ta giết nàng. Đấy, rõ ràng đó là ái chứ nó không phải là từ. Thành ra mình phải phân biệt cho rõ ha. Các thiền sinh đeo vòng tay, vòng chật quá không lấy ra được, nhưng con thấy mọi người không cố gắng tháo bỏ. Đây có phải là một loại dính mắc, tiếc nuối tài sản, kỷ niệm kỷ vật không sư? Xin sư giảng giải thêm ý nghĩa việc không đeo trang sức để việc giữ giới và giúp họ bỏ bớt đi những dính mắc của bản thân. Nói thì nó cũng kẹt, bởi vì có những cái vòng, ví dụ như vòng đá, nó mắc tiền quá, tốn cả rất là nhiều tiền, mà bây giờ vô cái khóa tu có mấy ngày phải đập bỏ cái vòng sao, đúng không? Thì đôi khi nó cũng kẹt ở chỗ đó. Nhưng mà nó như vậy nè, nếu mà mình bơi xuống dưới suối ấy, mình bị kẹt tay vào ở cái vòng của mình ấy, nó kẹt trong một cái nhánh cây ở dưới cái hốc suối, nó kẹt ở trong đó, mà bây giờ ấy, nước mưa xuống, nước đang dâng lên, bây giờ mình có dám vì cái vòng tay đó mà thôi thà tôi chết, chứ còn cái vòng này nó mắc tiền lắm, nó uổng. Xin thưa là lúc đó thì dù cho mình có thương, mình có tiếc cách mấy, mình cũng phải đập à. Tại sao? Cái mạng mình nó quan trọng hơn. Hoặc là sư nhớ một cái câu chuyện là cái đứa nhỏ nó khóc quá trời quá đất, tại vì cái tay nó kẹt vô trong cái bình cổ, người nhà làm mãi không ra, đổ xà bông rồi làm tất cả mọi thứ kéo không ra là không ra, mà cái bình nó mắc lắm, cái bình cổ nhà quý lắm, mà bây giờ thằng nhóc nó khóc ngất đi được mà lấy không ra. Bây giờ ta bây giờ phải đập cái bình, không còn cách nào khác. Không lẽ giờ vì vì cái bình mà chặt tay thằng cháu của mình thì nó đâu có được. Thành ra rốt cuộc là phải đập đập cái bình. Và tôi hỏi đập cái bình á, ở nhà mới chưng hửng, là bởi vì cái tay nó nắm chặt cục kẹo, cục kẹo nó rớt vô trong cái bình, thằng nhỏ nó thọt tay cái bình, nó lấy cục kẹo nó lấy rút ra không được, mà trong khi đó nó chỉ cần nó buông cục kẹo ra thôi là nó lấy được cái bình, mà thằng nhỏ nó không biết chuyện đó, ở nhà không biết chuyện đó, rốt cuộc là mất cái bình vì cái lợi nhỏ mà mình mất cái lợi lớn. Và cái trường hợp cái vòng nó bị kẹt á, là mình vì tánh mạng là mình cũng phải, nó quý cỡ nào cũng phải bỏ. Cái việc mà chúng ta giữ bát quan trai, quý vị không lường hết được cái phước của nó. Tôi nói không lường hết được phước của nó. Bởi vì chỉ cần quý vị giữ bát quan trai được nửa ngày là đủ để cho quý vị đời sau kiếp khác á, sanh làm chư thiên, cõi tứ thiên vương, có nhiều oai lực, có nhiều thần lực. Mà quý vị có làm cả đời á, mình cũng không có làm được. Trong khi đó mình chỉ cần giữ bát quan trai giới nửa ngày thôi mà giữ trọn vẹn. Còn nếu như quý vị giữ bát quan trai giới mà một ngày á, quý vị sẽ gieo cái phước đủ làm vua trời đế thích trong 16 kiếp,
làm chuyển luân thánh vương trong 32 kiếp và vô số kiếp làm vua một quốc độ hùng cường. Cái phước nó dữ lắm, nó không hề ít. Mà nó kỵ giờ mình chỉ vì có cái vòng ba phước đó dẹp hết. Rõ ràng giống như đứa con nít tiếc cục kẹo, bỏ bình cổ, tỉnh không biết. Cho nên nói về thế gian thì sư nói vui là bây giờ có khóa tu có 7 ngày bắt quý vị bỏ cái dòng thì nó uổng. Chứ nếu như mình biết là mình là đứa con nít vì tiếc cục kẹo mà mình bỏ cái bình cổ á, quý vị mới thấy là mình dở cỡ nào. Cái phước tu mình nó lớn dữ lắm mà mình chỉ tiếc có cục kẹo à, mình không dám bỏ. Cho nên là sư chỉ phân tích thiệt hơn thôi, lựa chọn vẫn là tùy quý vị. Xin thưa là bác quan trai giới, mình bỏ đi một giới, cái phước nó giảm, nó giảm kinh hồn. Đừng có nói là mình bỏ một giới, tôi không giữ một giới, tôi còn 7 giới thì nó cũng còn nhiều. Sai. Một cái thùng đựng nước, sở dĩ nó đựng được nhiều nước là bởi vì các cái nan gỗ của các thùng đó là nó bằng nhau. Còn nếu như một nan mà nó thấp quá thì tổng lượng nước nó nhận được á, là bằng mực nước của cái nan ngắn nhất. Hoặc là một cái thùng nước sở dĩ nó đựng được nước là bởi vì nó không có lỗ thủng. Một khi nó có lỗ thủng rồi đó thì nước nó chảy ra cho bằng hết. Một cái thùng mà quý vị thấy nó thủng một lỗ, nước nó chảy ra cho bằng hết. Mà nếu mình có giữ, gọi là mình cố lắm, thì mình chỉ nghiêng cái thùng, mình nghiêng làm sao đó để nó tránh cái lỗ đó, thì mình cũng chứa được nước. Nhưng mà cái lượng nước còn lại mà chứa được để tránh cái lỗ thủng đó, nó có chút xíu à. Trong khi đó công sức cũng bỏ ra như đó, mình chỉ cần giữ được 8 giới thôi, phước nó lớn cỡ nào. Thành ra là trong trường hợp cái dòng này thì rõ ràng mình là đứa con nít mê cục kẹo mà bỏ cái bình cổ thì tùy ha. Sư thì sư chỉ khuyên điều tốt cho quý vị thôi, còn quyết định vẫn là ở chính mình. Con đã từng đọc qua kinh Nhân Quả Bắc Truyền nói rằng kinh pháp của Phật khi đọc không được để xuống đất, và khi cất không được để xuống đất. Nếu đặt để kinh xuống đất, đời sau bị quả báo làm người lùn, như vậy có đúng giáo pháp không? Sư cũng có nghe, cũng có biết cái này. Tuy nhiên, thành thật công tâm mà nói, sư không hề thấy ở trong kinh lẫn chú giải. Có nghĩa đây là một đoạn do đời sau mình thêm vào, chứ không hề có. Chỉ đơn giản bởi vì thời của Phật làm gì có kinh, không có kinh chép, truyền khẩu không à, toàn bộ là do truyền khẩu thì làm gì có kinh chép. Tuy nhiên á, điều đó không có nghĩa là sư bài bác. Bởi vì việc mình để kinh ở đâu, để kinh như thế nào á, nó thể hiện sự tôn trọng của mình đối với pháp. Mặc dù rõ ràng là cá nhân sư chưa bao giờ tìm thấy một cái đoạn chánh kinh hoặc chú giải nào có ghi chép về vấn đề này, nhưng vì lòng tôn kính đối với pháp, sư không bao giờ đặt kinh xuống dưới đất. Quý vị để ý, sư đặt kinh để trên đùi sư không à? Sư cũng không đặt kinh lên trên chân, lên trên cái phần bàn chân nữa, chỉ để trên đùi thôi. Rồi kinh mà sư đang đọc á, để trên giường, ngay cả việc để trên giường, sư cũng để nó ở trên cái gối đầu của sư. Tức là mình thể hiện sự tôn trọng. Mình không để ở cái chỗ khác của giường, bởi vì chỗ khác của giường nó là cái chỗ mình có thể đặt mông lên. Nhưng cái gối đầu là cái mình không có đặt mông lên, thì mình để kinh lên trên đó.
Và sư không bao giờ đặt kinh lên trên ghế, bởi vì ghế là chỗ để ngồi. Thành ra là mặc dù kinh trong kinh tạng thì rõ ràng không có, nhưng chúng ta vẫn nên có sự trân trọng và tôn trọng. Ngay cả việc là khi mà sư đi ngang qua những cái chỗ mà các thiền sinh có để kinh ở dưới đất, hoặc có chép tay, mà sư xem bộ là ở trong đó có thể có ghi giáo lý trong đó, sư đi sư cũng né, sư không có đi ngang qua, sư không có bước lên trên. Thành ra đôi khi chúng ta cần phải lưu ý vấn đề này ha. Yêu thích tu hành có phải là tham không? Hồi sáng sư vừa hướng dẫn quý vị rồi, là đây là thọ lạc liên hệ đến dục, hay đây là thọ lạc không liên hệ đến dục. Quý vị chỉ cần xem cái tâm của mình thôi. Ngày mai sư sẽ hướng dẫn quán tâm, nhưng bây giờ sư nói sơ qua. Đây là sự tâm tham có liên hệ đến dục, hay tâm tham không liên hệ đến dục. Thí dụ như mình thích thú, mình muốn tu tập, cái muốn đó nó cũng là tham đó, nhưng cái tham đó không liên hệ đến dục. Xin thưa, tất cả các hành động trên thế gian này đều phải xuất phát từ chữ muốn. Quý vị không muốn tu làm sao quý vị tu? Mình không muốn giữ giới làm sao mình giữ giới? Không muốn hành thiền làm sao mình hành thiền? Và thậm chí không muốn giác ngộ giải thoát làm sao giác ngộ giải thoát? Tất cả đều xuất phát từ chữ muốn. Mà cái muốn ấy, chính là cái từ chanh đá. Mà chanh đá còn dịch là dục, mình hay dịch là dục, dục tham. Nhưng mà trong trường hợp này, cái muốn này đó nó không liên hệ đến dục. Cái dục ở đây là ngũ dục. Thành ra chúng ta cần phải phân biệt ha. Cho nên là cái chuyện quý vị thích tu hành thì nó không có vấn đề gì hết. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh hãy thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Idang me punyang, nibbanasa, paccayo, hotu, imang no, punya phagang, sabba sattanang, dema, sathu, 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 sathu. Chúc quý vị ăn.